Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mở cửa hàng bán bánh quẩy kiếm sống qua ngày, ông cụ 60 tuổi bị cơ quan chức năng phạt 173 triệu đồng. Ông Lư, 60 tuổi, ở Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc, mới mở một cửa hàng nhỏ bán bánh quẩy trong khu phố để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, ngay hôm khai trương cửa hàng, ông cụ đã bị cơ quan chức năng phạt 50.000 nhân dân tệ, hơn 173 triệu đồng vì một lỗi sai phạm. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bình luận. Nhiều người cho rằng sai lầm của ông Lư cũng chính là bài học mà những người làm kinh doanh ẩm thực nên ghi nhớ. Theo 163.com, ông Lưu đã phải tích góp rất lâu mới đủ vốn mở cửa hàng. Hôm khai trương, gia đình ông đã dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu và làm bánh. Khi mới hoàn thành mẻ bánh đầu tiên, ông Lưu rất vui mừng khi thấy một nhóm người ghé vào cửa hàng. Chưa kịp lên tiếng hỏi xem khách ăn gì, ông Lưu vô cùng ngạc nhiên khi nhóm người này tự giới thiệu là cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến đến cửa hàng để kiểm tra. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, song ông Lưu vẫn rất bình tĩnh mời các cán bộ vào cửa hàng và hợp tác thực hiện theo những yêu cầu của họ. Ông cụ cho biết, cửa hàng của ông có giấy phép kinh doanh, toàn bộ nguyên liệu đều được mua và chế biến trong ngày nên rất tươi ngon và hợp vệ sinh. Vì thế nên khi cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường yêu cầu mang thử 14 mẫu bánh quẩy tại cửa hàng đi kiểm tra chất lượng thực phẩm, ông Lưu rất yên tâm và tự tin rằng mẫu bánh của cửa hàng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, không lâu sau đó, kết quả kiểm tra mà Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến trả về lại khiến ông Lưu gặp rắc rối lớn. Theo đó, 14 mẫu bánh quẩy tại cửa hàng sau khi được đưa đi kiểm tra thì phát hiện chứa lượng nhôm vượt quá mức cho phép. Đây là hành vi sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, do đó ông Lưu bị cơ quan chức năng thổi còi và xử phạt 50.000 nhân dân tệ. Nghe được tin này, ông cụ 60 tuổi này vô cùng hoang mang. Qua quá trình xét hỏi, ông Lưu cho biết bột mì dùng để làm bánh trong cửa hàng là loại bột được mua ở chợ. Ông nghi ngờ có thể lượng nhôm vượt quá mức quy định trong bánh quẩy bắt nguồn từ loại bột này. Do đó, ông cụ đã cung cấp địa chỉ nơi mình mua bột để Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến kiểm tra và xác thực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra nhà cung cấp bột mì do Cục Giám sát Thị trường thực hiện lại cho thấy loại bột mà cửa hàng của ông Lưu sử dụng hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều này khiến ông Lưu như chết lặng. Sau đó, cửa hàng của ông Lưu buộc phải đóng cửa và chịu phạt 50.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, ông Lưu không chấp nhận kết quả mà Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến đưa ra nên đã đưa vụ việc ra tòa án địa phương. Ông cụ cho rằng, cửa hàng ngày đầu mới khai trương chưa bán bánh cho bất cứ khách hàng nào, do đó ông yêu cầu đơn vị này hủy bỏ án phạt. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra và xem xét vụ việc, Tòa án Trung Quốc khẳng định việc xử phạt của Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến đối với ông Lưu là đúng với quy định của pháp luật. Vì thế nên án phạt với ông vẫn được giữ nguyên. Dẫu vậy, ông cụ 60 tuổi này vẫn không chịu chấp nhận sự thật, nên tiếp tục tìm đến luật sư, mong được lật ngược tình thế. Theo quy định tại Điều 124 Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc quy định, nếu thực phẩm chứa chất gây hại cho sức khỏe con người vượt quá tiêu chuẩn an toàn, thì sẽ bị phạt từ 50.000 đến 100.000 nhân dân tệ. Xét thấy trong trường hợp này, tòa án cho rằng ông Lưu là người vi phạm lần đầu, chưa ghi nhận có thiệt hại xảy ra và đã có thái độ nhiệt tình hợp tác với cơ quan điều tra nên chỉ bị phạt 50.000 nhân dân tệ. Một lần nữa, yêu cầu của ông Lưu lại bị tòa án Trung Quốc bác bỏ. Trong câu chuyện này, các cán bộ Cục Quản lý Thị trường Phúc Kiến cũng tỏ vẻ thông cảm cho ông Lưu. Tuy nhiên, đây là hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người nên không thể xử phạt nhẹ tay hơn. Sự việc này cũng là lời cảnh báo cho một số ông chủ ngành thực phẩm, cần hãy chú ý hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm. Chỉ khi họ đặt cái tâm lên hàng đầu thì mới có thể kinh doanh một cách bền vững. Vụ án oan của cậu bé da đen 14 tuổi, George Jr. Steeney Jr. bị tử hình bằng ghế điện vào năm 1944, cho đến nay vẫn là một trong những vụ bê bối gây ảnh hưởng xấu đến tính công bằng và công chính của hệ thống tư pháp của Mỹ. Cho dù 70 năm sau đó, một phiên tòa khác đã rửa sạch tội danh cho George, nhưng dù sao đi nữa, mạng sống vô tội của cậu bé cũng như những tổn thương và nỗi đau mà gia đình cậu phải gánh chịu thì không có cách nào bù đắp được.
Ngày 23 tháng 3 năm 1944, hai cô bé Patty June Pinnaker, 11 tuổi, và Mary Emma Thames, 7 tuổi, sống tại Okolu, South Carolina, đã cùng nhau đạp xe đi dạo chơi và hái hoa, nhưng cho đến tối muộn cũng không thấy quay trở về nhà. Đến sáng hôm sau, thi thể của hai em được tìm thấy ở phía sau nhà thờ, cả hai đã bị đập đầu cho đến chết. Cậu bé 14 tuổi, George Steeney, nhanh chóng bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ giết người này, do từng có nhân chứng khai nhận đã nhìn thấy George đi cùng hai cô bé. Khoảng thời gian sau đó, gia đình George hoàn toàn bị cách ly khỏi cậu bé. Cảnh sát cho biết George đã thú nhận tội ác của mình, tuy nhiên không có một tư liệu nào ghi lại lời nhận tội của George. Mọi thông tin về vụ án đều rất mập mờ. Phiên tòa xét xử George diễn ra chỉ một ngày sau khi cậu bé nhận tội, và trong vòng 10 phút, thẩm phán cùng với các bồi thẩm đoàn da trắng đã quyết định cho rằng George là kẻ sát nhân, tuyên phạt với mức án cao nhất là tử hình. Ngày 16 tháng 6 năm 1944, George bị đưa lên ghế điện hành hình. Khuôn mặt non nớt của George ướt đẫm nước mắt, cơ thể bé nhỏ của cậu bé rung lên vì sợ hãi. George đã không nhận được bất cứ sự khoan hồng nào, thậm chí cơ hội để kháng án của cậu bé cũng không được chấp nhận. Vụ hành quyết khiến cho George trở thành tử tù nhỏ tuổi nhất từng bị hành hình tại Mỹ vào thế kỷ 20 và đã hứng chịu vô số lời chỉ trích, bức xúc từ dư luận vì cho rằng đây là một sự trừng phạt tàn nhẫn và bất bình thường. Mãi cho đến năm 2014, cùng với kiến nghị của gia đình, thẩm phán Carmen Mullins đã xem xét lại toàn bộ vụ án của George. Tháng 12 năm 2014, một phiên tòa đã diễn ra và bác bỏ toàn bộ cáo buộc trước đây của George. Cuối cùng, thẩm phán Carmen tuyên bố George hoàn toàn vô tội, trả lại sự trong sạch cho cậu bé, cũng như sự thanh thản đối với gia đình Steeney. Thẩm phán cho biết, quyết định của bà đưa ra là bởi cậu bé George đã không được luật pháp bảo vệ theo đúng quy trình và lời thú tội của George giống như một sự sắp đặt sẵn. Nhân chứng vụ án không đủ và chứng cứ hiện trường cũng không có. Hai em gái của George, Amy Ruffner và Catherine Steeney Robinson, những người thân còn sống sót của cậu bé, tử tù, đã bật khóc khi anh trai mình tìm lại được công lý, rửa sạch tội oan sau 70 năm. Sau 7 thập kỷ, cuối cùng George cũng đã tìm lại được công lý cho mình.